Đấy, hiện tại Hoang đang đi đến trục đường 19m. Trục đường này là một bên tay phải của Hoang á, là khu hồ và khu là công viên hồ. Đây, và khu công viên hồ. Đó. Còn bên tay trái này là khu biệt thự. Đó, khu biệt thự là xoay mặt vào hồ. Giá khu biệt thự bên Hoang bán á, là tầm khoảng từ 7 cho tới là 10 triệu một mét vuông, tùy vào lô. Những lô đối diện hồ thì giá nó sẽ cao hơn so với những cái lô mà quay lưng ra với hồ. Đó. Khu này đúng chất là khu sinh thái luôn. Quỹ đất của tổng khu này là giai đoạn